tử vi tuần mới từ 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp tức ngày 7 tháng 3 đến 13 tháng 3 năm 2024 âm lịch giúp bạn chủ động hơn trong mọi công việc. Hé lộ về công danh, tình duyên, tiền bạc. Sức khỏe ngày hôm nay của bạn chính xác nhất để xem đầy đủ chi tiết đăng ký hoặc truy cập YouTube Tử Vi Mỗi Ngày .vn 1. tuổi Tý từ ngày 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2024 tử vi tuần mới của 12 con giáp từ ngày 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2024 phương diện công việc của con giáp tuổi Tý sẽ có chút xáo trộn nhưng sẽ không quá ảnh hưởng đến tình hình hiện tại đó có thể là sự bắt đầu hoặc thậm chí là kết thúc nên sẽ có biến động nhưng bạn đừng quá u sầu vì mọi chuyện đều diễn ra đúng thời điểm của chúng nhờ thái âm cát tinh mà những căng thẳng trong công việc sẽ sớm được hóa giải rồi bạn sẽ sớm tìm ra được giải pháp tốt phù hợp để có thể tạo ra những bước tiến thay đổi quan trọng trong cuộc sống người tuổi tí trải qua nhiều chuyện phiền lòng về tình cảm thời gian này bạn sẽ dành đa phần thời gian để nhìn nhận lại bản thân đây là lúc bạn nên tự xem lại liệu mình có quá phụ thuộc vào ai hay có quá dựa dẫm vào những mối quan hệ nào hay không hãy cố gắng có được sự độc lập nhất định để mang lại sự tự tin cho bản thân nhé thiên ấn giúp đầu tuần của bản mệnh trở nên hanh thông thuận lợi hơn khi bạn có thể sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy thế nhưng chớ nên chủ quan vì rắc rối xuất hiện cuối tuần. Những vấn đề phát sinh khiến bạn ít thời gian nghỉ ngơi như mong muốn. Hai, Tuổi sửu từ ngày 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2024 có những sự kiện gợi nhắc tuổi sửu rằng, để có thể biến những mong ước của mình thành sự thật, bạn phải thật nỗ lực hết mình có thể vài năm trở lại đây bạn đã xác định được mục tiêu của mình sẽ đem đến động lực để bạn hiện thực hóa những mục tiêu đó người tuổi sửu tìm được tiếng nói chung với một nửa của mình trong tuần này bên cạnh đó bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội để gặp gỡ và kết nối với những đồng nghiệp hiện tại hoặc những mối quan hệ mới tuổi sửu cũng sẽ có cơ hội để tìm được một thu nhập mới Hãy cởi mở với những ý tưởng mới cũng như xem xét kỹ những lời đề nghị nhé. Có thể để có tiền thì bạn phải đi xa, vất vả hơn dưới sự tác động của dịch mã. Thế nhưng đừng ngại khó, ngại khổ vì bạn vừa có tiền lại vừa được mở mang kiến thức. 3 Tuổi dần từ ngày 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2024 tuần này, chính chủ nghĩa cầu toàn, lý tưởng hóa mọi thứ mà những người tuổi dần đang theo đuổi sẽ tạo ra bức tường ngăn cách. Với bản tính bảo thủ và quá kỹ tính của mình, bạn sẽ làm mếch lòng những người không cùng quan điểm với bạn. Những tín hiệu tích cực trong công việc sẽ đến với người chăm chỉ như con giáp tuổi dần những cánh cửa tưởng chừng như đã đóng lại có thể bất ngờ mở ra bất kỳ lúc nào nên hãy theo đuổi những cơ hội tiềm năng của bạn tình hình tài chính của bản mệnh cũng rất đáng mong đợi khi có sự trợ lực của thái dương bạn có thể tạo ra nền tảng vững chắc để sớm có thể gia tăng được thu nhập trong tương lai tuần lễ mới sẽ mang đến những thay đổi trong lĩnh vực sức khỏe có thể là bạn có ý định từ lâu nhưng bây giờ mới quyết định hành động vì ngay lúc này bạn hiểu rõ tầm quan trọng của việc có một cơ thể khỏe mạnh. 4. Tuổi Mão từ ngày 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2024 mối quan hệ của tuổi Mão và một nửa của mình nảy sinh mâu thuẫn khiến bạn muộn phiền. Bên cạnh đó việc bạn chỉ thích kết bạn với những người có cùng sở thích với mình có thể gây trở ngại cho việc mở rộng vòng tròn quan hệ nhờ có được sự cân bằng cần thiết con giáp tuổi mão có thể kết nối mạnh mẽ hơn với đời sống tinh thần tâm linh trong hành trình này bạn sẽ phải chấp nhận những bài học từ những hành động của mình từ quá khứ từ đó bạn mới có thể sẵn sàng cho những đổi mới trong tương lai tuần mới không tốt cho những tham lam, mong cầu, nếu bạn cố gắng kiếm nhiều hơn nữa thì đó cũng chỉ là những thứ không thực sự bền vững. Thực ra cuộc sống của bạn hiện đã tốt hơn so với nhiều người rồi, hãy biết tự hài lòng. Xem bói tử vi, thái tuế hung tinh, gây điểm báo tai nạn bất ngờ, do đó, nguy cơ luôn rình rập trong cuộc sống. Chớ nên bất cẩn thời gian này bạn cũng không nên đi chơi xa làm gì. Nam, tuổi thìn từ ngày 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2024 tuổi thìn có sự kết nối vững trái hơn với các thành viên trong tổ ấm. Thời gian này bản mệnh có nhiều cảm hứng hơn trong việc thay đổi một số thứ trong ngôi nhà của mình, biến nó thành một không gian ấm cúng hơn thời gian này tuy có chút căng thẳng bạn phải nỗ lực hết sức chăm chỉ hơn tập trung cao độ và nghiêm túc hơn trong công việc tuy nhiên điều này sẽ mang đến cho bạn những kết quả đáng mừng bạn sẽ trở thành một phiên bản mạnh mẽ cứng cỏi hơn đây sẽ là khoảng thời gian hoàn hảo để bạn khởi động lại lịch tập thể thao của mình cũng như theo đuổi các thực đơn ăn uống lành mạnh nhất là ai đang có bệnh thì nhất định phải nên lưu ý những điều này đừng vô độ trong ăn uống kẻo bệnh tình nặng thêm tác động của bách việt mở ra nhiều cơ hội mới cho con giáp tuổi thìn độc thân thậm chí những người khác còn cảm thấy ghen tị vì những gì mà bạn đạt được hạnh phúc của bạn đang có thế nên đừng khoe khoang cuộc sống của bạn quá nhiều nhé 6. Tuổi Tỵ từ ngày 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2024 tuần mới, con giáp tuổi Tỵ có xu hướng suy diễn, nghi ngờ hoặc ghen tuông vô cớ, gây căng thẳng cho cả hai người. Khi tâm trí bạn đang lang thang, hãy điều chỉnh những hành động và suy nghĩ của bạn. Thời gian này, người tuổi Tỵ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Các cảm xúc lẫn lộn có thể ảnh hưởng đến các quyết định của bạn trong thời gian này. Vậy nên, cách tốt nhất vào thời điểm hiện tại chính là hãy tập cách lắng nghe bản thân nhiều hơn. Thương quan khiến cho việc khởi đầu tuần mới hết sức khó khăn với con giáp tuổi Tỵ. Tinh thần uể oải khó tập trung khiến bạn khó hoàn thành mọi thứ đúng hẹn. Nên có thông báo trước để tránh việc người khác thất vọng vì bạn ảnh hưởng của thiên cầu nên sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút so với trước đây. Thế nên bạn cũng phải dành thời gian chăm sóc bản thân đúng mực hơn, nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Di chuyển nhiều là việc không nên chút nào. 7 tuổi ngọ từ ngày 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2024 người tuổi ngọ u sầu vì phải kết thúc mối quan hệ. Một số kết nối không còn phù hợp cũng đã đến hồi chấm dứt. Tuy nhiên, những người vẫn còn yêu thương. Chân quý bạn sẽ tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ bạn phát triển trong những năm tiếp theo. Người tuổi ngọ trong tuần này nên thận trọng hơn, bạn thường xuyên để xảy ra sai sót. Bạn có cảm giác hoài nghi về chính mình, xong, bạn cũng sẽ nhận ra rằng, nếu bạn cởi mở với những trải nghiệm mới, vũ trụ sẽ đem đến nhiều cơ hội tích cực cho bạn. Ảnh hưởng của thiên đức nên bạn có cơ hội để gia tăng tài lộc trong thời gian ngắn. Vậy nhưng vẫn có những người tỏ ra không tin tưởng về năng lực của bạn vì họ ghen tị mà thôi. Việc của bạn vẫn là chăm chỉ làm việc và cống hiến mỗi ngày. Có nhiều vấn đề đang chi phối tình hình sức khỏe nên bạn phải chú ý đến thói quen ăn uống của mình. Cũng như chăm chỉ luyện tập thể thao để có sức đề kháng khỏe mạnh. Ngoài ra, hãy dành thêm thời gian để chăm sóc gia đình và cân bằng cuộc sống bạn nhé. 8. Tuổi mùi từ ngày 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2024 tuần này con giáp tuổi mùi có cảm giác hoàn toàn tin tưởng đối phương đó là lý do bạn cảm thấy an tâm về đời sống tình cảm điều này mang lại cho bạn nhiều động lực hơn để phát triển các khía cạnh khác trong cuộc sống những biến đổi phù hợp trong cuộc sống tuổi mùi tuần này sẽ giúp bạn tăng tính nhạy bén trong kinh doanh và có thể mang lại một số thay đổi tích cực cho sự nghiệp của bạn đã đến lúc bạn cần cân nhắc thiệt hơn và giải phóng mình khỏi những mắc kẹt nội tại để bắt đầu một lối sống độc lập và tự chủ. Thế giới luôn đổi thay không ngừng. Và thay đổi chính là thứ làm nên vẻ đẹp của cuộc sống. Bước ra khỏi vùng an toàn, bạn sẽ khám phá thêm những góc nhìn mới về thế giới xung quanh. Bạch hổ mang điềm báo tai họa, Gây bất lợi cho sức khỏe. Tốt hơn hết, bạn nên tránh tham gia những trò chơi mạo hiểm, nhất là khi đi nghỉ cùng mọi người, nên thận trọng ở những nơi sông nước, ao hồ. 9. Tuổi thân từ ngày 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2024 thi thoảng trong tuần này con giáp tuổi thân cảm thấy thất vọng về cách bản thân thể hiện tình cảm với đối phương có khi trong lòng rất vui nhưng bạn không biết cách thể hiện ngoài ra bạn cũng nên cẩn thận trong từng lời nói đừng làm tổn thương người ấy nhé những dự định của con giáp tuổi thân lần lượt được tiến hành trong năm nay những điều này mang lại năng lượng tích cực để bản mệnh tiến xa hơn trong thời gian tới ngay từ những ngày đầu tuần đang có nhiều năng lượng thì con giáp tuổi thân nên cố gắng hoàn tất những việc quan trọng cuối tuần ảnh hưởng của tỷ kiên nên bản mệnh có nhiều nỗi buồn không có tâm trạng để làm việc nhờ có sự che chở của tử vi nên tài lộc của bản mệnh thời gian này gia tăng những ai đang làm ăn có cơ hội mở rộng kinh doanh có thêm nhiều mặt hàng bán chạy ai làm chủ doanh nghiệp đã có thêm những cách thức phù hợp để tối thiểu chi phí gia tăng lợi nhuận cho công ty 10 tuổi dậu từ ngày 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2024 tử vi hàng tuần 12 con giáp, người tuổi dậu không còn cảm thấy vui trong mối quan hệ hiện tại. Đã đến lúc bản mệnh cần phải xác định rõ những mong đợi của bản thân trong các mối quan hệ xung quanh để tránh đánh mất chính mình. Cuộc sống ồn ào quá chưa hẳn là tốt, nhân khi mọi thứ đang ổn định tuổi dậu nên dành thời gian để học hỏi thêm. Đồng thời, giai đoạn này cũng rất thích hợp để bạn có thể phát huy khả năng sáng tạo của bản thân. Tuần này đại hao nhắc nhở bản mệnh nên hạn chế việc mua sắm theo cảm xúc, đó là nguyên nhân khiến tiền bạc lần lượt đội nón ra đi. Ngoài ra, bạn nên cắt bớt các khoản ăn uống ở ngoài quán hàng. Vừa tốn tiền lại không tốt cho sức khỏe. Nếu gia đình bản mệnh đang kế hoạch bầu bí hoặc có con, con giáp tuổi Dậu cũng cần lên kế hoạch cho cả việc ăn uống lành mạnh. Việc này cực kỳ quan trọng để gia tăng cơ hội cũng như đảm bảo sức khỏe cho bà mẹ muốn mang thai 11 tuổi tuất từ ngày 15 tháng 4 đến 21 tháng 4 năm 2024 tuần mới con giáp tuổi tuất háo hức và đầy hứng khởi. Bạn sẽ thấy mình tự tin, thậm chí táo bảo hẳn ra. Công việc nhờ vậy mà tiến triển bất ngờ. Hứa hẹn mang lại cho bạn một phần thưởng đáng kể. Tinh thần khoan khoái giúp con giáp tuổi tuất dễ mở lòng, trở nên hoạt ngôn bất thường. Nếu đang tìm kiếm nửa kia bạn có cơ may gặp được người như ý vào lúc này đầu tuần có thiên tài mang lại tiền bạc nên con giáp này dùng dình tiền tiêu tuy nhiên nếu chi tiêu không kế hoạch thì tiền lại lần lượt đội nón ra đi đấy nhé hãy biết tiếc công sức lao động mà bạn bỏ ra để có được chút tiền người tuổi tuất khó giữ tiền trong tuần vì tác động của tiểu hao mỗi khi có tiền bạn lại muốn chiêu đãi mọi người sắm thêm vào thứ đồ đạc trong nhà. Có thể đó là những khoản nhỏ nhưng cũng chiếm một phần kha khá tiền lương của bạn. Mười hai, tuổi hợi từ ngày mười lăm tháng 4 đến hai mươi tháng 4 năm hai nghìn không trăm hai mươi bốn người tuổi hợi cảm thấy tin tưởng vào mối quan hệ hiện tại khi mà hai người dành cho nhau những điều tốt đẹp và cách đối phương chăm sóc cho bạn rất thật lòng có vẻ như thời gian qua tuổi hợi đã rất vất vả trong tương lai bạn nên học cách cân bằng lại cuộc sống của mình không chỉ làm việc chăm chỉ mà còn dành thời gian cho những niềm vui cá nhân hãy luôn để đứa trẻ bên trong mình được hạnh phúc tác động của ngũ quỷ nên bản mệnh cảm thấy khó chịu với những người đang cố tình ngăn trở cuộc sống của bạn tiểu nhân liên tục đưa ra những nhận định chủ quan phán xét hoặc chê bai hòng làm ý chí của bạn thui chột bạn phải mạnh mẽ để vượt qua thử thách này khi nhận ra một số vấn đề tiêu cực trong cuộc sống có thể xảy ra khi cơ thể ốm yếu thì cũng là lúc tuổi hợi học cách sống lành mạnh hơn ăn uống khoa học nghỉ ngơi hợp lý và tập thể dục thường xuyên